Hey, xin chào tất cả các bạn đã có mặt trong màn ảnh của Pew, Pew Hôm nay thì là một cái video mà mình record vào trong đêm khi mà mình cảm thấy mình cần thiết phải nói ra những điều này. Cái tâm sự của mình nếu như mà các bạn nào mà yêu quý hoặc quan tâm thật sự thì các bạn xem, còn lại thì đa phần là trên mạng thì mình không quan tâm lắm. À, mình bị cảm lạnh sau khi mà đi làm talk show về trúng gió thì phải là bị sổ mũi và viêm họng các bạn thấy là cái giọng của mình nó thay đổi một chút xíu và rất là sức mắt nhưng mà mình cảm thấy cần phải nói bởi vì mọi mọi thứ nó có vẻ hơi đi đi quá xa những gì mà mà mọi thứ nó đang đi vượt quá cái tầm kiểm soát của mỗi người đúng không tại sao lại có cái video này đấy là mình muốn nói về cái chuyện mà mọi người hỏi mình thời gian này, gần đây rất là nhiều về cái chuyện tình cảm của mình rồi này kia kia nọ thì rồi anh lên stream thì sao anh buồn thế có phải là vì chuyện này chuyện kia anh buồn không rồi anh thế này thế kia thế nọ thế cha thì sao rồi thì có ba điểm mà mình muốn nói ngày hôm nay điểm thứ nhất đó là chuyện tình cảm của mình ngay từ đầu khi mà mình làm nghề streamer mà mình đã đam mê đó mình thích đó mình muốn theo đó mình đã xác định được một nghề làm việc với công chúng liên quan đến cộng đồng abc gì z thì mình không tránh khỏi được cái việc mà chuyện đời tư hoặc đôi khi một chút xíu cái đời tư của mình nó bị mọi người biết hay là thế này thế kia, thế nên là mình mình rất là hạn chế những cái hình ảnh, những cái gì liên quan của uh, bạn gái mình bao nhiêu năm nay đến cái chuyện này. Uh, các bạn sẽ thấy được trên hình ảnh stream của mình thì mình rất là hạn chế hình ảnh của đời tư của mình ở trên màn ảnh stream. Các bạn sẽ chỉ thấy cái màn hình stream nó như thế nào là như thế ở nhà nhưng mà chỉ có một mình mình thôi. Đôi khi nó sẽ có một vài cái, cái cái cái, cái, cái nó không nó không mong muốn xảy ra nó có ảnh chân tay hay là mặt mũi gì đấy thì đây là cái rất mình rất là hạn chế trong vòng 6 năm nay mình stream thì mục đích của mình đấy là muốn giữ những cái gì là của riêng mình cho mình thôi đấy là cái tính cách của mình trong cái nghề này đương nhiên là những người mà đã làm nghề công chúng thì không tránh khỏi có người thì họ vẫn không ngại ngần show ra hay là họ họ không ngại ngần để cho lên màn ảnh hay là đôi khi ra quay clip mình cũng bị ở quay clip ở ngoài thì hay bị còn stream ở nhà thì À, có nhiều người cũng không ngại nhưng mà riêng tính mình thì mình không 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 thích đây là tính cách của mình và mình muốn giữ cái 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 khoảng cách của công việc đam mê của riêng bản thân mình cho mình và những cái gì phán xét chửi rủa hay là thế này thế kia thế nọ thế trai ở trên mạng cái cả, cả tích cực hay tiêu cực nó dành cho mình cái gì mà tích cực thì mình có thể là cái niềm vui chung chia sẻ với người thân có cái gì tiêu cực thì mình muốn nhận cho một mình mình thôi bởi vì đây là đam mê của mình công việc của mình những người thân của mình những người liên quan của mình họ không không cần phải trải qua những cái điều đó đây là lý do vì sao mà mình có cái tính cách và có cái hành động như vậy chuyện thứ hai mà mọi người rất là hỏi và rất là đáng tiếc là có quá nhiều người hỏi có quá nhiều người tò mò bằng cách nào đấy thì cái chuyện tình cảm của mình là rất là nhiều người tò mò thì À, nó có thể uh, thế này thế kia thế nọ thì cha mình không muốn nói nhiều lắm thì đại khái là uh, mình chỉ muốn nói là bạn gái của mình uh, là một mối, mối quan hệ rất là lâu mà mình có và có lẽ là trên cái thế giới này trong cái cuộc sống này mình cái chuyện mà bạn gái mà hai đứa xích mích hay này kia với nhau hay là có thể dừng lại hay là thế nào đấy thế nhưng mà đấy vẫn là người con gái mà với mình là đến thời điểm này là đẹp nhất À, tuyệt vời nhất à, mang lại nhiều cảm hứng cho mình nhất à, làm cho mình cảm thấy muốn quan tâm nhất à, nói chung là tuyệt vời nhất mình không có một cái gì để chê trách hay là cái gì tiêu cực đến cái, cái người bạn gái của mình cả ok thế nên là tất cả những cái comment hay những nhận xét hay là những cái phán xét hay là những cái mà các bạn nghĩ này nghĩ kia nghĩ nọ nghĩ trai thì nếu như bạn nào mà thật sự là người hiểu chuyện hoặc là người lớn hoặc là người yêu quý mình thật thì sẽ sẽ hiểu những gì mình nói còn cái chuyện trên mạng nói thế này thế kia thân lọ thế trai thì đấy mình không quan tâm thật sự là như vậy đấy nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và chưa bao giờ cái chuyện đấy ảnh hưởng đến chuyện của mình ví dụ như là mình đọc có một vài bạn bảo là Pew Pew bây giờ giàu có rồi thành công rồi thì thế này thế nọ thế nọ thế trai à mình về việt nam với hai bàn tay trắng và bây giờ thì mình có một đống nợ <laughs> nên là mình cũng không cần các bạn sống hộ thế nhưng mà well đấy là mình chia sẻ với các bạn cái chuyện như vậy cái chuyện tiếp theo mà mình muốn nói đến cái chuyện gán ghép mình với lại misty hay là một ai đó khi mà mình đi quay clip cùng hay là đi làm talk show cùng hay là cái gì đấy cùng của bất kỳ bạn nữ mà đặc biệt là thời gian gần đây thì vì mình có talk show mình đi quay video các thứ và có một vài video đi chơi cùng với Misty này nọ thì mình nói thẳng luôn đấy là một phần công việc là đi quay không phải là đi chơi đấy là để trải nghiệm cái đó để các bạn biết được à đi cái đó nó sẽ là như thế nó sẽ mất bao nhiêu tiền nó sẽ trải nghiệm như thế nào và mình không có bất kỳ cảm giác yêu đương nào với lại Misty cả <laughs> với mình Missy nó như một đứa em vậy một đứa em gái vậy bởi vì nó rất là cởi mở nó rất là vô tư nó rất là thẳng thắn nó rất là vui tính nói chuyện với nó khá là hợp để chia sẻ quan điểm nó là một người rất là đa cảm của mình thì một người rất là một chiều vì vậy là mình thấy là hai cái ý kiến nó có thể hỗ trợ tương tác với nhau kể trong talk show hay video hay gì đó thì đấy là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn các bạn có nhiều bạn nói là À, đôi này rồi sẽ yêu nhau rồi thì từ tự... thật ra với các bạn là đến khi mình vào công ty mình vẫn chẳng nói chuyện gì với Messi cả cho đến khi mà mình có một vài cái ý tưởng mình muốn đi làm cùng với Messi nói chuyện cùng với Messi thì mới về at Facebook at Facebook rồi cũng chẳng nói chuyện gì với nhau cả cho đến sau này có công việc để chia sẻ là ở đi học chung cũng nói chuyện qua qua vậy thôi số lượng chat của mình với Messi thì chắc là chưa được đổi 100 dòng chưa được đổi 100 dòng chat được 200 dòng chat thì đấy các bạn biết được nó ít như thế nào thì mình khẳng định các bạn rằng là kể cả có sau này đi chăng nữa thì mình với bisty cũng không thể nào có cái gì với nhau được bởi vì bisty không phải là gu người phụ nữ mà mình thích mình thích những người phụ nữ mặn mà già dặn một chút xíu trải nghiệm trải đời một chút xíu thì mình mới có thứ để nói chuyện còn những bạn mà còn nhỏ nhỏ hay là còn rất là vô tư rồi này kia thì mình cảm giác như một người em thôi hay là một người bạn vô tư trong cuộc sống thôi mình nói thật còn cái chuyện mà ngoài là quý mến thì đúng có trong công ty thì Misty là một trong những streamer mà mình rất là uh, để ý quý mến đó uh, cùng với lại cả khi là bảy hay là uh, như Hexi hay là uc đó là những người mà mình chỗ nhiều cơ hội làm việc với những người đấy thì mình có cơ hội nhiều nhất là biết bảy quý bảy là là mọi người đều biết rồi nhưng mà mình đâu có gai nếu mà bây giờ mình bảo là gai thì các bạn có gán ghép mình với bảy không mình bảo là mình là gai mình, có, mình các bạn có gán ghép mình với xem hay là đép hay gì không nếu mà thật sự còn đâu cái chuyện con trai con gái mình thật sự không có cái cảm, cảm xúc đấy còn mình nói thật với các bạn là mình không có nhiều cảm xúc với con gái mình có cảm nắng có thích người này thích người kia trong suốt quá quá trình cuộc đời lớn lên của mình đến năm 26 tuổi số người mình cảm nắng mà là con gái chắc đâu đó khoảng tầm năm sáu người cảm nắng nhá, tính là có ai có cảm tình, có nói chuyện này kia, suốt có cảm tình có không đến được với nhau hay đến được một chút xíu gì đấy, khoảng năm sáu người, có trong suốt hai mươi sáu năm qua thì các bạn biết được là nó không nhiều và mình không phải là một người đàn ông dễ để đi chơi với một người con gái khác rồi nói chuyện tâm sự mình không có làm được cái điều đó, mình không quen làm những điều đó, đó, thì những cái chuyện mà mình nói ra ở đây nó không nhằm mục đích là giải thích hay là gì cả mà mình muốn chia sẻ với những bạn mà yêu quý mình theo dõi mình uh, muốn được có cái câu trả lời chính xác bởi vì mình thấy là mình càng im lặng thì các bạn càng cảm thấy là mình đã cố gắng che đậy một cái chuyện gì đấy rồi, rồi cái gì đó mình không biết được tương lai mà không ai nói trước là tương lai cả không biết được rồi mình sẽ lấy ai làm vợ đến bây giờ thì cái câu hỏi đấy là câu hỏi mà mình chưa, chưa trả lời được tại thời điểm này Đó, Thế nhưng mà Mình muốn mọi thứ nó rõ ràng để Cho các bạn đỡ suy nghĩ này kia kia nọ ok ờ, các bạn gán ghép rồi mình cũng rất là hiểu là các bạn thích gán ghép những người mà làm trong cái nghề giải trí này họ đi quay với nhau giống như đi hát với nhau đi quay với nhau các bạn không có đâu mà mình không biết là họ, họ muốn để cho mọi thứ nó dùm beng lên để tên tuổi hay là như nào mình không biết là mỗi người cách xử lý khác nhau hay là họ sẽ ra họ nói là không có gì để này kia cái nọ nhưng mình khẳng định các bạn là mình không có một cái gì với mesty cả mình không có một cái gì với bất kỳ một bạn diễn hay là một bạn quay chung hay là một bạn quay talk show cùng nào cả. Mình cảm thấy cái chuyện đấy nó không thể có dễ dàng như thế được. Ok. Thì mình cũng nói thẳng thẳng với các bạn như thế. Còn cũng có nhiều bạn nói là thời gian gần đây thì mình cũng có làm những cái cuộc gọi đầu mờ, cuộc gọi hẹn hò, rồi karaoke tâm sự, rồi reaction, rồi này kia kia nọ. Thì cũng rất là nhiều người trên mạng thì cũng có xem qua rồi nói là bây giờ Pew mất chất rồi một thằng du học sinh phế vật này kia về Việt Nam đéo có gì làm không kiếm được ra tiền thì phải đi bôi do chắc chấu và người này người kia để kiếm phim câu phim câu view câu like mình không biết được các streamer khác như thế nào nhưng mình có thể khẳng định với các bạn được mình nghỉ cái công việc này mình đi xin việc và có thể đi làm trong vòng một nốt nhạc dăm ba cái lương 10 triệu với 15 triệu với mình đơn giản bất kỳ lúc nào ok với tất cả những cái kiến thức mình có mối quan hệ mình có à xì mũi tiếp có bạn nào ở sài gòn bị cảm lạnh sau đợt mà bão đi qua bị viêm họng nữa không nói to được nữa thì những người mà người ta đã cố tình ghét bạn muốn nói để cảm thấy cho họ được cảm thấy họ là quan trọng cuộc sống ấy họ cứ nói có những người mà yêu quý mình thì xứng đáng được nghe những câu này từ mình các bạn yên tâm rằng là piu piu này nếu như bây giờ mà mình có không kiếm đủ tiền bằng nghề streamer. Mình có nghỉ hết công ty, mình có hết làm tất cả mọi thứ, mình chỉ ở nhà ngồi chơi game, mình vẫn kiếm đủ sống. Mà không đủ sống nữa mình đi làm vào buổi sáng, tối mình về mình stream thêm, mình vẫn kiếm thêm được. Mình đủ năng lực, đủ kỹ năng, đủ mối quan hệ, đủ tất cả mọi thứ để có thể đi làm công việc bình thường và có thu nhập tốt. Ok còn đâu tất cả những cái mà mình làm ví dụ như cuộc gọi đờ mờ, hay karaoke tâm sự hay là reaction tất cả những điều đó mình muốn làm và để mang lại cho các bạn một cái góc nhìn khác của cuộc sống rằng là cuộc sống này nó có rất là nhiều điều tích cực chứ không chỉ có dăm ba cái chửi nhau cái bới móc cái khích bẩn khích đèo, cà khịa kịch bản này kia kia nọ đấy không phải là cuộc sống đâu các bạn cuộc sống này có rất là nhiều thứ thú vị có rất là nhiều thứ tự nhiên có rất là nhiều thứ tích cực trong cuộc sống này mà mình muốn các bạn nhìn thấy được điều đó dù các bạn nhỏ tuổi uh, đang dậy thì lớn tuổi bằng tuổi mình hoặc là lớn hơn tuổi mình đấy là cái điều tiên quyết và cái điều cuối cùng mà mình muốn theo cái nghề này để mang đến cho các bạn dăm ba cái view dăm ba cái subscriber nó quan trọng nhưng nó không phải là yếu tố cuối cùng của cái nghề này mình từng không bằng một phần năm sắp của virus mình từng không bao giờ nghĩ rằng mình vượt qua nổi con số 100.000 sắp 200.000 sắp đến lúc được 300 400 500 mình không bao giờ nghĩ Ok lúc đấy mình vẫn đi làm và mình vẫn làm stream tối mình về vẫn stream cast dota cho anh em chơi game xạo chó xạo lồn đấy vẫn là con người của mình còn bây giờ nó kiếm đủ thu nhập cho mình thì mình đi mình làm theo nhiều hơn thôi mình không mong muốn phải nổi tiếng nhất Việt Nam, nổi tiếng nhất nhớ giới streamer kiếm nhiều tiền nhất. Đấy không phải là mình. Mình không quan tâm đến việc đó. Giàu hay không, ở cái tâm. Giàu hay không, nó ở trong cái lòng của mình. Có 10.000, với bạn là ít với mình là nhiều với mình là ít với người khác là nhiều có một trăm nghìn có thể một ai đó donate cho mình là nhiều với họ có thể là ít nhưng mà với họ cái một trăm nghìn donate không phải để cho mình tiền đôi khi nó là cái động lực mình có thể đi ủng hộ người nghèo người già các bạn có bao giờ là đã bao giờ làm chưa một trăm nghìn hai trăm nghìn hay mình có thể mua một phần cơm để tặng cho một cậu bé, cô bé, một cô bán vé số. Nhưng mình không thích mua vé số của họ. Mình có thể mua một chai nước, mua một phần cơm để tặng họ để họ tiếp tục cuộc sống. Nhưng mua vé số cho họ thì không phải là cách của mình. Mỗi người có một cách sống. tất cả mình muốn mang lại, và mình muốn nói là tất cả những điều này chỉ muốn các bạn hãy nhìn cuộc sống tích cực hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Vậy thôi. Còn mình thì vẫn là mình. Đương nhiên mình không thể là một thằng nhóc 6 năm trước được. Những người mà nói nói là Pew mất chất để Pew không phải như năm năm trước, sáu năm trước, một năm trước, hai năm trước. Chưa chắc những người đấy đã những người ủng hộ mình. Bạn có muốn bạn là của năm năm trước không? Bạn có muốn là sau tất cả những sai lầm trong cuộc sống bạn trải qua vấp ngã bạn trải qua bạn vẫn là một cái thằng nằm lăn lê bỏ tòa đấy không? Hay bạn muốn đứng dậy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, bụi bặm hơn? Và một thằng bạn của bạn nói là ờ, ta không thích mày bụi bặm như vậy, trưởng thành như vậy, hãy tiếp tục nằm xuống mà khóc đi ủng hộ không có nghĩa lúc nào cũng là phải giữ con người mình yếu đuối hay là này kia ngu ngu ngốc ủng hộ quan tâm lẫn nhau là chúc nhau làm được việc tốt sống tốt sống vui sống tích cực sau tất cả mọi chuyện thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì các bạn mình cũng không nghĩ được chuyện cá nhân của mình hay là chuyện mình buồn vui được nhiều người quan tâm đến thế thật sự mình không nghĩ đâu cái chuyện tình cảm của mình nhưng mà có hàng trăm nghìn người theo dõi rồi nhận xét này kia mình thật sự không nghĩ vậy và mình rất là muốn giữ cuộc sống cá nhân này của mình cho mình mình làm cái nghề này mình biết nó sẽ như thế này nhưng cái gì tích cực thì mình mong muốn chia sẻ cái niềm vui đấy với lại người thân của mình có cái gì tiêu cực mình muốn nhận cho bản thân mình mình làm thì mình chịu mình làm cái nghề này thì mình chịu cái tiêu cực đấy nhận xét phán chửi bới bêu diếu này kia mình nhận mình làm mình nhận mình là đàn ông thì mình chịu không có cớ gì cả ok Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video nếu như các bạn xem đến tận lúc này. Các bạn đừng quên cuộc gọi DM uh, thứ sáu quảng cáo tí PA tí. Cuộc gọi DM uh, thì thứ sáu, thứ ba thì karaoke tâm sự và cuối tuần này là giải đấu PPU Championship. Mình vẫn cố gắng tất cả mọi thứ để uh, tiếp tục công việc một cách nó suôn sẻ và mình trưởng đủ trưởng thành để vẫn làm việc công việc và tình cảm tách biệt. Còn uh, bây giờ mình đi ngủ để khoảng 10 à khoảng 11 12 giờ là độ sẽ vào trong Sài Gòn và mình sẽ đón độ để chuẩn bị cho công việc uh, casting giải đấu. Mình muốn làm nó chuyên nghiệp nhất có thể nên là mình đã đại mình đã cho độ bay vào Sài Gòn để làm việc trực tiếp ở trong studio của mình luôn. Để mong các bạn sẽ cảm nhận được cái chất lượng của giải đấu lần này. Và mong các bạn sẽ luôn luôn vui và nghĩ cuộc sống tích cực. Các bạn không cần phải lúc nào cũng là subscribe xem video của mình đâu. Các bạn chỉ cần là một người xem video này, lỡ mà xem được video này đến đoạn này các bạn không cần phải sập cho mình đóng cái youtube này xuống và các bạn mỉm cười và nhìn ra ngoài cửa sổ trời sắp sáng thì các bạn có biết không trời sắp sáng rồi này âm u sắp sáng rồi một trời sáng lên lại là một ngày mới bye bye